Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Combat Marketing. Trong video này, Tài hướng dẫn cho các bạn cách các bạn lấy lại mật khẩu mà đôi lúc chúng ta có thể là quên đi hoặc là lưu nhầm ở một vị trí nào đó mà chúng ta không nhớ. Thì rất là dễ ra, thì các bạn phải lưu ý là mình phải đăng nhập được vào trong cái cPanel và cái giao diện như thế này. Đấy. Đây là website chúng ta đã quên và chúng ta phải đăng nhập vào được cái giao diện đây và chúng ta kiếm cái phần gọi là database và nhấp vào cái biểu tượng PHP MyAdmin ở đây nha. Trên hầu như là trên bất kỳ nhà cung cấp hosting nào người ta cũng có cái phần này. Nếu như mà giao diện này không có thì các bạn có thể kiếm giao diện khác nhưng mà nó cũng có cái chữ là PHP MyAdmin ở đây ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình vào bên trong luôn. Thì đây là toàn bộ cái database của bạn. Thì cái mật khẩu đăng nhập nó sẽ nằm trong cái phần user, cái dòng user nằm đây nè. Đấy. Giả sử là tôi đang có một cái tài khoản nhưng mà tôi quên mất mật khẩu. Vậy thì tôi làm sao mà tôi kiếm được? Đây, ví dụ như là cái thành viên một ở đây ha. Rồi, mình sẽ click vào chữ edit ở đây nè. Đấy. Đây là username. Rồi, mật khẩu thì mình sẽ kiếm cái dòng pass ở đây. Rồi, mình kéo xuống cái phần MD5. Rồi và mình đặt một cái mật khẩu mới. Mật khẩu mới. Các bạn đặt xong các bạn nhớ lưu lại nha. Ví dụ như mình sẽ đặt một cái mật khẩu mới là mật khẩu mới nhất. Rồi. Vậy thì cái tài khoản này á, user sẽ chính là thành viên một và mật khẩu chính là cái mật khẩu mình mới đặt ở đây là mật khẩu mới nhất. Rồi ok, mình sẽ lưu lại cái này ha. Tại tạm thời để đây đi. Rồi mình go. Rồi xong rồi đó. Thì đây. Đây chính là cái giao diện mà các bạn khi mà đăng nhập Postgres. Rồi, mình tiến hành mình đăng nhập cái user mà đã quên mật khẩu ở đây, thành viên 1. Rồi, mật khẩu mình lấy ở đây ha. Nãy mình mới tạo rồi đó. Rồi, thành công. Quá dễ đúng không ạ? Rồi, trong quá trình mà các bạn lấy lại mật khẩu mà không được á thì các bạn cứ comment xuống video này và Tài sẽ giúp cho các bạn kiếm lại được mật khẩu ha. Đừng quên like và đăng ký channel của Combat Marketing nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Combat Marketing. Đừng quên đăng ký kênh và chọn thông báo hình quả chuông để nhận được những video mới nhất về chủ đề marketing online. Hoặc bạn cũng có thể xem video liên quan bên trên hoặc bên dưới màn hình này.